Chỉ có một điều Vinh có một cái suy nghĩ hơi giống ba Vinh là làm gì làm tiếng Anh cũng phải giỏi, còn mấy cái môn khác thì tàn tàn cũng được. Ồ vậy Tại hả? cái tiếng Anh thì nó sẽ cover cho được rất là nhiều thứ, dù thậm chí mình làm xe ôm luôn á mà mình giỏi tiếng Anh thì nó sẽ khác, cái giá nó sẽ khác. Nghe nghe rất là thuyết phục. Nhưng mà khi mà mình đã kết hôn ở thời điểm này rồi á, và vì là mình là một cái diễn viên hài nữa, thì Vinh có bao giờ nghĩ là cái hình ảnh của mình khi mà là trở thành một ông bố là sẽ như thế nào không? Có bao giờ hình dung tới chưa? Chắc bạn phải hình Không, dung tới rồi chứ. mình cũng dạng như mình cũng muốn đó là một cái thử thách nha, mình cũng nghĩ đó là một cái trò vui cho mình, tại vì trước khi lấy vợ thì mình nghĩ là mình có vợ sẽ như thế nào, và cuối cùng cái kết quả hiện bây giờ là mình luôn luôn mình đem vợ ra mình làm trò đùa cho mình và thiên hạ, nhưng mà dạng như là đùa không phải là ấy mà giỡn mặt cho vui, làm cái thứ tiêu khiển giải trí. Mình cũng là cái con bé của bả cũng là cái cục đồ chơi của mình, nó lâu lâu cầm ra búng búng chơi đó. Vậy có nghĩa là ý của Vinh là sau này khi mà mình có con đi chăng Có nữa, con mình mình sẽ vẫn là một ông bố rất là vui vẻ cũng dọc nó à, và chứ không có nói chung là mình không có nghiêm túc phải cứng nhắc nghiêm đúng không? nghiêm khắc, không nghiêm túc thì nghiêm túc nhưng mà không có nghiêm khắc. Dạ như con nó thích cái gì phải hỏi tại sao nó thích cái đó, có nên cho nó đi theo, chứ mình không có ép nó là ấy. Chỉ có một điều Vinh có một cái suy nghĩ hơi giống ba Vinh là làm gì làm tiếng Anh cũng phải giỏi, còn mấy cái môn khác thì tàn tàn cũng được. Ồ vậy Tại hả? cái tiếng Anh thì nó sẽ cover cho được rất là nhiều thứ, dù thậm chí mình làm xe ôm luôn á mà mình giỏi tiếng Anh thì nó sẽ khác, cái giá nó sẽ khác. Nghe nghe rất là thuyết phục. Ok, duyệt qua phần tiếp theo. Khán giả được biết là Vinh Râu sẽ là khách mời của chương trình và số lần này, thì khán giả những người yêu thích vợ chồng Vinh Râu trong những cái quá trình mà hai vợ chồng trên nhau thì rất là muốn Vinh Râu tới diễn là một cái đoạn trong cái lúc mà mình cầu hôn bà xã, không biết bạn có nhớ không, đừng quên nha, quên là chết luôn Không, á. cái lúc mà mình cầu hôn bà xã rất là chuối, tại cái bữa đó là một cái bữa fail toàn tập luôn đó, mình diễn không được. Không lẽ giờ mình diễn nhau lì kìm, Ellie có thể làm một cái nhân vật cố định cho bạn diễn được. không tại vì là bữa đó là theo một cái ước mơ của bà xã mình đó, là muốn là có một cái màn cầu hôn ở biển, là bữa đó tính Lãng mạn trước lãng mạn. rồi, tính tính hết rồi, để mua quà đưa mấy bà chị giữ. Nhẫn nhiếc đồ. À, xong rồi cái đùng cái cũng đang chơi ngoài bãi biển, đùng cái bả gây lộn nhà bả, cái bả tức bả không bước xuống biển luôn đó, chứ phá tan kế hoạch của mình rồi. Fail Bắt đầu fail lên fail năn kịch nỉ bản hả? bắt đầu lên năn nỉ em ơi không ấy, giờ em xuống nhúng chân xuống nước một cái đi, nó không chịu không chịu không chịu, quá gàng bây giờ hơi. Đến tối hôm đó là bí quá rồi, tại vì qua ngày hôm sau là không còn biển nữa, qua ngày hôm sau là lên núi, qua ngày hôm sau đó lúc đó đang ở Nha Trang, qua ngày hôm sau là bắt đầu lên Đà Lạt. Ghê, nói thôi rồi xong Kế rồi, hoạch linh chết động tôi rồi, liền, linh động liền chứ. chết tôi rồi. Mà bà cũng biết mà rồi, tại vì gây lộn mấy bà chị làm lộn rồi. Xong cái buổi tối đó là hai chồng đang nằm trong phòng khách sạn rồi, cái bà cũng gớm gớm rồi, bà khóc rồi, cái móc ra hộp quà là tặng cho bà luôn, nói thôi nè Nhẫn tặng hả? tặng tặng ngay ngày sinh nhật của bà luôn. Mà thì mình chỉ mong là bả không có nghĩ là cái nhẫn thôi, nhưng mà thật sự ra cái đó nó quá lộ liễu, tại vì mình cũng hứa mình sẽ cầu hôn trong năm nay, mà đó là một cái dịp đặc biệt và cái dịp hiếm hoi luôn, tại vì ngay sinh nhật của bả thì chả còn cái gì ý nghĩa hơn là đặt cầu hôn bả. Thì lúc đó mình tặng cái quà bự như nè, cái bả mở Trong ra đó thì là trong đó có gì? một cái hộp nhỏ, rồi mở ra cái hộp nhỏ có một cái hộp nhỏ hơn nữa, nó nhỏ 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 từ từ, còn Búp cái bê hộp Nga đúng nhẫn. không? Búp bê Nga đúng không? À, còn cái hộp nhẫn thì bà lấy bà đeo Nhưng mà rồi, bà xã của Vinh lúc đó là rất là kiên trì mở từng lớp hả? đúng rồi, bà không có thô bạo, bà không có rạch banh ra. May quá, sợ lúc đó là kiểu như là cô dâu mới à, nàng thấy mở lớp tính to cọc cọc rồi xong rồi có chuyện. Tại bà biết, quan trọng là tại bà biết mình làm cái gì rồi, cho nên bà cũng không có dám cương. Chứ nhiều khi không biết thì cũng quăng Vinh xuống lầu, lúc đó ở cái tầng hơi cao. Ok, một cái màn cầu hôn theo Ly nghĩ là không lãng mạn giống như khán giả kỳ vọng, nhưng mà nó là với cái một cái phân đoạn khá là thiết thực và dễ Thật sự thương. mình nghĩ là phim thì có nhiều màu sắc, thì nó cũng là một cái số cái màu sắc của phim, nó không có u buồn thôi. Tại vì mọi người nghĩ là cái phân đoạn mà cầu hôn của bạn với bà xã nó sẽ rất là kiểu như là lãng mạn hài á.
thì mọi người đang muốn chờ đợi cái đó. Nhưng mà theo là Vinh kể như thế thì mình cảm thấy là nó rất là xác thực và đúng với cái tiêu chí đầu tiên mà khi Vinh tuyên thệ là tất cả những điều mà chia sẻ ở đây hoàn toàn là sự thật đó khán giả ơi. Và cảm ơn Vinh Đâu đã đến tham dự chương trình. Khán giả ơi, hãy nhớ là phát sóng của chương trình vào 20 giờ thứ hai cùng chị trang.vn, hai máy phát thanh cũng như là YouTube IGTV. Xin chào và hẹn gặp lại.